Chào các bạn nha. Hôm nay mình đưa các bạn đi ghé cái tháp Chăm rất là nổi tiếng ở Ninh Thuận. Sau lưng mình á. Đây, mời các bạn đi trải nghiệm cùng mình nha. Cái này không biết xây bằng chất gì luôn. Rất là chắc. Thì cái vòm của họ luôn đó. Không có lợp mà xây gạch lên luôn. Hai chục ngàn mấy ba cái. Đời nắng chết. Bán cho bà vé chị ơi. Lên xe điện đi chứ. Đi bộ đi chứ nào. Cả tổng là 40. Họ chờ người hay đâu hay đâu. Bên ấy có khách mời ha, không vặn. Đó phải cuối tuần này. Hả? À. Hôm nay ở trong ăn giảng á. Ăn giảng thì có ăn đến đấy con. Cùng nó thoáng đãng mát mẻ đó. Vé về là bình dân rồi. Cả xe điền đi về rồi cả vé lên tham quan có 40 ngàn. Đi vòng vòng chắc lên gần tới đỉnh. Có lên tới tháp không em? Chắc gần tới phải đi bộ một phút. Chứng có xẻ đi gì nó à, lên tới tháp luôn, lên tháp luôn. Ở đấy mà chưa vô đây hả? Vậy lên làm tấm hình kỷ niệm nhé. Tháp này nổi tiếng mà. Cơ bản là cái chất liệu nó không biết nghiên cứu họ làm bằng cái chất gì. Đó đứng đấy con làm tấm hình kỷ niệm này, đấy đứng cái công tháp này. Dạ. Tí nữa nhá. Tí nữa chắc điền chứ sao. Đừng làm kỷ niệm tấm hình các anh.
Hả chị em? Vô thảm ra thăm Ninh Thuận. Rất vắng vẻ. Ngày thường nghe vắng vẻ chú hề. Cái bờ này khoảng mấy chục mét chú? 20 hả? Có chú hề. Cái này hiện giờ cái chất liệu này chưa biết họ làm dùng cái chất gì để xây cái tháp này. Cao 20 mét tháp chỉnh. Mới có chỗ vô vào trống hết. Trống là chỗ chứ. Ấy là sợ đừng chụp hình đâu thật đó. Công đức có không công đức trong này. Không ấy giống như cái sàn trong đấy phải không? Nhưng mà nó hỏng thấp điện với sáng ha. Tối hôm mà. Cái cái này vui trắng hay cái gì? Để về tìm hiểu thôi. Tìm hiểu thử. Hồi trước mẹ còn đọc qua quả rồi đi trên đất đá thôi. Mẹ chỉ đọc cái lịch sử của anh. Có đọc thôi. Con đi biết con gì đâu. Kiều cũng ra kiều dễ cả chị. Con này á. Con này dùng bò mà. Cái mồm dùng bò đúng không? Ừ. Chứ bò mình chỉ có hai cái thân ấy. À. Có chứ, đây cái lô tải mà. À, lô tải hả? Đây lô tải mà. À. Cái mồm này dùng bò. Ừ, bò hả? Bò chứ, đây đây chân đi. Có thể chân đi. Ừ, chân bò đó. Ừ. Hả? Cởi dây đó. Phải cởi ra dây đã chứ.